bạn đồng viên. Có nghĩa là đây là một màn múa để chuẩn bị cho ngày 20 tháng 10 năm 2019. Chỉ là diễn thử các bác nhá. Xin đề nghị tất cả các bác các chị chúng ta đứng tại vị trí để nghe đồng chí Nguyễn Văn Thuận, ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường. Hôm nay là diễn thôi nhá. Hôm nay là diễn thôi ạ. Thử các bạn. Tập thôi, chưa phải thật ạ. Thử thôi. Và dù rất là bận nhiều công việc. Kính thưa các chị em phụ nữ. Với bác trong thời gian gần 2 tiếng đồng hồ là chúng ta tập duyệt chương trình để hôm nay chúng ta phục vụ cái lễ công bố quyết định. Thế thì trước hết thay mặt cho các đồng chí lãnh đạo địa phương xin cảm ơn các tiết mục đã tham gia của các chi hội ở các câu lạc bộ 5 khu dân cư trong thời gian vừa qua đã luyện tập và đem đến buổi tổng duyệt hôm nay. Thế thì qua cái buổi tổng duyệt hôm nay thì qua theo dõi thì chúng tôi cũng đánh giá như thế này. Cái thứ nhất là nhìn chung các chi hội đã thực hiện đúng theo nội dung của Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ đã triển khai. Và rất là hy vọng là thế xong tôi tham gia một số ý kiến như này. Đồng diễn này sẽ được nhân rộng qua thì trên chúng tôi toàn nắm quốc, bắt hết các tiết mục. Và nếu mà nhất muốn được nhân rộng rồi là thì xin là mọi người hãy like và chia sẻ các khu dân cư và các câu lạc bộ. Chân thành cảm ơn thân mến. Thì cái thứ nhất kinh doanh âm thanh là hai tiết mục đồng diễn của năm khu, tức là năm khu ấy. Thì khi vào diễn thì tôi đề nghị các chị em này, khi chúng tôi đây chúng tôi nhìn thì báo cáo các chị em là cái hôm tối 19 ấy, thì là báo cáo lúc vừa tôi nói rồi là các đại biểu lãnh đạo của thành phố, thế của phường, các ban ngành, các doanh nghiệp, tức là về dự thì sẽ ngồi hai bên cánh gà này. Mà khi diễn tôi đề nghị chị em là chúng ta phải tươi cười, nhưng mà tôi thấy chị em nhảy là buồn quá. Chúng ta phải ký phát anh hùng, chúng ta phải là nhảy lên nó phải tươi cười. Đang chỉ đạo tôi nhìn nên là chị em nói chung là không thấy tươi cười, cái im lìm nên nó không trông không tươi. Đấy cái thứ nhất, rất là quan tâm. Đấy cái thứ nhất, rất là sát sao, chỉ đạo trực tiếp. Cái thứ hai là khi vào tập trung nhảy coi là đấy, thì chị em chúng ta đi thực chất ra ấy, theo nguyện vọng của tôi đấy thì thôi là chỗ ban chấp hành các ông chí đã xuống cái cơ sở mà các ông chí hướng dẫn rồi thì thực chất là nó quen rồi, nên chúng tôi thực chất là nguyện vọng mà của tôi, nếu mà tôi làm chương trình thì tôi sẽ làm khác. Tôi dẫn chương trình thứ hai đó là mỗi một đội lên theo một kiểu nó khác chúng ta đi ấy, chứ còn thực chất ra là thôi thì chị em đã tập như thế rồi mà bây giờ lên đây uốn nắn lại thời gian không còn dài nữa nên thôi cứ như thế chị em đã tiến hành làm tất cả đều làm mà sao thế thôi. Đấy là báo cáo công chí đấy. Cái thứ hai là các câu lạc bộ của các khu thì theo tôi nhận xét như thế này, một là cái quân số nhiều khu thì rất ít, không gian thì rất rộng, đấy cũng nói anh Hùng như thế, không gian thì rất rộng nhưng mà các ông chí lên là thực chất ra có khi là lúc nhiều lúc tôi nhìn nên là chỉ có từ đây ra đây cái quần hai bên này nó trông nó rỗng quá nên nó không được đẹp.
đến là cũng nói như thế. Hay là hôm nay là chị em chứ là bấn bận một số chi hội thì chưa đến đủ, nên hôm nay thì cái buổi mà công bố quyết định và ra mắt thì cũng đề nghị các chi hội là chị em tức là bố trí làm sao là hôm đó ta đến đủ số để cho cái buổi lễ công bố và ra mắt các câu lạc bộ dân vũ rồi giao lưu văn nghệ, giao lưu ở các khu dân cư làm sao chúng ta được đảm bảo. Và với cái mong muốn của em cái thứ ba là rất là mong muốn là cái thứ tư cái chương trình này là được khi toàn diễn quốc đề nghị và các bác này thì trong ban chấp hành phụ nữ rất nhiều những sản phẩm của loa kéo, báo cáo rồi các bác nhá, các bác ủng hộ cho tất cả công ty đã có mức thăm từ số 1 đến số 5 nhưng mà trong quá trình thì để cho nó hoàn hảo một chương trình tức là không để sân khấu tức là trống ấy thì đến tiết mục nào thì đề nghị tức là chị em người phụ trách của cái khu đó các ông chí phải bố trí hôm tới là em chị em của mình hai làm sao tiếp cận sân khấu cho nó để chứ nhiều khi là chúng ta để tiếp cận sân khấu này em sẽ thiết kế rất nhiều từ 3 đến 5 phút nên là trên cái sân khấu này nó bị rỗng, nó rỗng quá nên nó không nhịp nhàng, nói chung ấy không nhịp nhàng đấy và là cái vào chương trình chính trong buổi tối ngày 19 tháng 10 để chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam hai về chỗ loa máy thì tôi đề nghị thế này tức là hôm nay là tổng duyệt thôi chứ hôm nay thì tới đây thì buổi chính thức là tôi đề nghị các ông chí phục vụ loa máy các đồng chí tức là bố trí cái loa máy cho đảm bảo. Cái thứ hai các tiết mục của các khu đã đăng ký nhá, đề nghị các ông chí cốt ra cái USB các ông chí chuyển về cho bộ phận đài phục vụ đây để cốt sang từ tiết mục. Như vừa rồi là nhiều khi là thực chất ra nó bị lỗi là sao chúng ta tập theo tiết mục này nhưng mở nhạc theo tiết mục kia là chúng ta không nhảy được. Đấy là đề nghị các đồng chí là phải như thế. Nên là tới đây thứ nhất là trong ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ và chịu trách nhiệm và các chi hội mỗi một chi hội chỉ có hai ba tiết mục đề nghị các đồng chí phải có cái bài của mình để chuyển về trên chỗ bộ phận phục vụ này để làm sao tới đây chương trình của chúng ta nó đảm bảo. Nói chung qua cái buổi tổng duyệt này thì chúng tôi về quan sát và cũng nắm vượt cơ bản là trong thời gian là thứ nhất là ban chấp hành chỉ đạo các chi hội các khu hai các chi hội và cùng các chị em là rất tích cực tập, nói chung là cơ bản. Thế còn hôm nay là chắc là hôm nay thì trang phục tức là một số tức là các chi hội thì là mặc cái trang phục hôm nay rồi, còn một số các chi hội là chưa đầy đủ thì hôm nay là các chị em là phải đảm bảo đúng theo chỉ đạo và hướng dẫn của ban chấp hành thì cũng báo cáo với chị em như thế. Thế đảm bảo cho cái buổi tổng duyệt hôm nay và cái bước triển khai công bố quyết định ra mắt các câu lạc bộ vào tối ngày 19 là vào thứ 7. Cái thứ nhất là về chỗ ban thường vụ, chỗ ban chấp hành Hội Liên hiệp đã báo cáo về lãnh đạo Đảng ủy ban thì là chậm nhất tôi đề nghị ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ và các chi hội đôn đốc các hội viên của mình đúng 7 giờ có mặt tại sân này. Đấy 7 rưỡi chúng ta tiến hành làm việc. Đây được báo cáo ông chí là hôm nay là chúng ta đây là chỉ có tổng duyệt các tiết mục chương trình. Hôm đó là chúng ta còn phải là thứ nhất giới thiệu đại biểu rồi tặng hoa nhiều vấn đề phải trên dưới là 3 tiếng. Nên chúng ta mà đến muộn thời gian nó kéo dài quá là không đảm bảo thời gian. Nên là tôi đề nghị các đại biểu là phải các đặc biệt là các chi hội các đồng chí được phân công phụ trách ở các khu mình làm sao tức là đôn đốc cái quân số của mình làm sao đúng giờ. Đấy cái thứ ba nữa về phương tiện đi lúc ấy ngay ban đầu tôi có ý kiến rồi. Hôm nay thì là chúng ta đưa toàn bộ phương tiện ở đây, còn tới hôm tới này tất cả phương tiện là chúng ta để ngoài cổng hết. Ngoài đó là Đảng ủy, Ủy ban nhân phường là sẽ giao cho công an phường, tổ bảo vệ dân phố trông cho các đồng chí bên đấy. Đề nghị các đồng chí đến cổng kia các đồng chí cho xe vào. Đấy ấy. Và trang phục tất cả nếu các đồng chí có một tiết mục có thể một trang phục, tiết mục khác các đồng chí thay đồng phục thì có thể hôm đó là chúng tôi sẽ bố trí các đồng chí vào các phòng hoặc là chúng tôi sẽ mở cho cái hội trường này các đồng chí vào đó các đồng chí thay trang phục làm sao tất cả các tiết mục chương trình khi nối tiếp với nhau nhá đều xen kẽ cả nên các đồng chí phải liên hoàn với nhau chứ không để cái
chỗ sân khấu là của mình, tức là trống, bất trống như các ông chí đấy, ai nữa thôi. Và một cái sân khấu hay văn nghệ hay là ấy kia đấy đang hay, nhưng mà các ông chí ngắt đoạn một tí đấy, các ông chí xem tivi với thôi, và cũng đang xin lên ai luôn cái quảng cáo vào mình đã chối rồi, nhưng cái chương trình cũng thế thôi, cũng cảm liên hoàn làm sao cho họ báo cáo ông chí thế là sát sao với báo cáo ông chí đấy. Thế qua cái nội dung như thế thì cái thứ nhất là thay mặt cho lãnh đạo địa phương, và qua cái buổi tổng duyệt hôm nay thì thay mặt lãnh đạo địa phương thì tôi có một số ý kiến đấy, thì xin ý kiến chị em. Thứ nhất là trong ban chấp hành, cái thứ hai là chị em về dự cái buổi tổng duyệt hôm nay có ý kiến gì không? Không, vỗ tay có ý kiến gì không? Thì một lần nữa rồi cuối cùng một lần nữa thay mặt cho các đồng chí lãnh đạo địa phương kính chúc các chị em về dự buổi tổng duyệt hôm nay lời chúc sức khỏe, gia đình hạnh phúc, thành công. Xin chân thành cảm ơn và kết thúc buổi tổng duyệt hôm nay ở đây. Xin trân trọng cảm ơn các chị em, và cũng xin được cảm ơn toàn thể các bác trên toàn quốc trong thời gian qua đã luôn luôn quan tâm, tin yêu và theo dõi những video cửa hàng. Mọi chi tiết mua hàng cũng như là muốn ủng hộ các sản phẩm các bác liên hệ trực tiếp cho em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.